Ghê. À, đừng có chán. Thì ra. Nhìn trên nó đứng kìa. Còn lâu mới ngã. Gì? Đó đó. Cả. Đẹp dư leo núi. Ấy, cầm lấy tóc đấy. Ê, ăn không? Hả? Cho. Ăn sầu riêng không? Nhân nó. Cái ăn này mẹ đó. Đi đi. Cái này nha. Mày há miệng ra nó lấy luôn. Cắt cỡ. Cắt cầm mồm liêu hết. Chuyên gia cắn ống hút rồi không biết xiên vào đâu rồi ngồi cắn ống hút no. Lấy ống hút có lấy sữa không? Ống hút ngon hơn. Ống hút ngon hơn. Rồi lấy cái nào? Lấy ống hút. Hai cái này lấy cái nào? Lấy ống hút. Lấy ống hút rồi. Chưa gì đã hút rồi đấy. Đâu cần sữa đâu. Cái này mày uống nhá. Đâu biết đâu. Đang vẫn đang hút mà. Sửa quên này. Sửa đâu, sửa đâu. Không, nó đang để ý cái hút này. Không có sửa. Rộn rốt như ngày nào nhỉ. Ngày nào cũng sửa mà rốt chứ không biết. Bạn hút. Là hút mà. Nào không để ý đâu. Chán chá buồn nói. Trời có rồi đó. Đang ngã này, ngã này. Nhìn trên nó đứng kìa. Còn lâu mới ngã. Đấy đây. Ngã này. Thôi, thôi. Ngã này. Muốn xoay kiểu gì xoay. Cũng sữa no rồi muốn xoay kiểu gì xoay.
Đi. À, đừng có đừng có chán. Đi ra. Móng nhà đại không? Gì? Hạ đi. Cái này. Ok. Kìa, sai rồi cái này này. Đấy, cái chán rồi. Ai ngã. À, gì? Cảm ơn.